Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một em pet mới mới xuất hiện ở nhà của Bull, một thành viên mới của Bull TV. Em này là tên nó là Red Dragon, dịch ra nghĩa là rồng dâu. Mình nghĩ gọi rồng dâu tại vì này, các bạn nhìn này, xung quanh của nó có rất là nhiều những cái gai ở xung quanh này. Nhưng mà nó là một con rồng xuất xứ từ nước Úc, nên khi về Việt Nam người chơi vẫn hay gọi nó là cái tên là rồng Úc thì nó phổ biến hơn. Chung là em rồng này mình cũng đã thích từ lâu rồi, nhưng mà ngày xưa kiểu nuôi nhiều rùa quá nhưng cũng không thể chăm sóc hết được. Bây giờ rùa nước mình giải tán cũng gần hết rồi, mà lại đúng lúc có người chơi thanh lý cái em này, mẹ đúng cái màu mình rất là thích, thế là mình đã rước em nó về. Thì em này mình rước về với cái giá là 1,5 triệu, đấy là người chơi thanh lý. Còn nếu mà ở shop với cái kích thước của nó này, cái size này của nó khoảng tầm 40 cm thì giá ở shop chắc rơi vào khoảng tầm 2 triệu. Còn nếu mà các bạn mua cái size baby mà chỉ nhỏ nhỏ như này thôi thì có loại 650.000, đấy là giá trung bình. Thực sự là có một em rồng Úc mà chơi rất là thích, nó rất là ngoan hiền, nó cứ nằm ở trên tay mình như này, rồi nó đậu lên vai các kiểu, mà cái này cho bọn trẻ con chơi cũng lành hơn. Nó không dữ như bọn iguana, nó chỉ có ăn rau củ thôi nhưng mà tính lại rất là hung hăng, cũng khá nguy hiểm. Bọn này thì nó ăn lại chủ yếu là sâu dế nhưng mà lại rất là hiền. Trong thực đơn của nó cũng phải có rau ấy, nhưng mà cái lượng rau nó ít thôi, chiếm khoảng 20% thôi, còn chủ yếu mình cho ăn sâu dế. Nhìn trong cái vẻ ngoài nhìn trông ngầu này thôi nhưng mà hiền lắm, cứ nằm im một chỗ rất thích được vuốt ve, và sờ người bọn này cũng rất là sướng nhá, nó mềm mềm, những cái gai của nó không sắc không nhọn đâu, vuốt thoải mái, các bạn thấy không, nằm im. Từ nay em này sẽ là một thành viên của Bung TV, đã về dưới mái nhà của Bung rồi. Mình cũng thích bọn là rồng này từ lâu, nhưng mà giờ mới có dịp để đón nó về. Này, các bạn xem này, nhìn cái mặt rất là hay, cụ tay lắm. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Giờ mình đang quay bằng cái camera trước nên là nhìn nó không được nét lắm. Còn những cái bạn nào mà đang muốn chơi bò sát ấy, thì mình nghĩ sắm một em này là rất là hợp lý cả về túi tiền, cả về việc cách chăm sóc nó cũng không quá khó, mà với lại nó hiền. Nếu mà chơi igu thường mình phải biết cách thuần nó, chứ không như con igu nhà mình bây giờ nó dữ hơn chó luôn, động vào là nó cắn, nó cào, và đuôi nó quất đau lắm. Còn em này dù mới về nhưng mà mình thấy rất là thân thiện, sờ vuốt ve thoải mái, mình cho cả sói nhà mình ôm ấp vuốt ve nhưng mà nó không làm gì cả, mới về nó ăn cũng khá là tốt, ăn sâu rất tốt luôn. Nuôi bọn này thì nó cũng gần giống rùa cạn thôi, các bạn phải chuẩn bị đèn UVA, đèn UVB, sưởi đêm nếu mà bạn nào ở miền Bắc mà trời lạnh như khí hậu của Hà Nội mình bây giờ phải có sưởi đêm. Đấy, thì nói chung là nuôi nó khá giống rùa cạn, giống mấy con sun mình đang nuôi. Con này nó mới về nên nó cũng khá nhát, nhưng mà nhìn chung là đặc điểm chung của chúng nó đều là rất là hiền. Những bạn nào mà mới chơi bò sát thì mình nghĩ là nên sắm một em này, nhìn rất là thích. Ngày xưa mình nghĩ mình chỉ thích rùa, bây giờ có con này mình lại thấy thích rồng Úc. Mà em này rất dễ trang trí, mình vào các group bên nước ngoài ấy, thấy họ trang trí cho rồng Úc rất hay, rất nhiều phụ kiện, mũ rồi khăn choàng các kiểu cho nó. Nó nhìn nó đúng như một con rồng phương Tây, mặt rất ngầu. Đợi mình chuyển cam mình quay cho bạn xem.
Thôi, Mình đã chuyển sang camera trước, nét hơn rất nhiều. Các bạn thấy không? Để đâu nó cũng nằm im. Này các bạn nhìn, những cái gai ở bên hai bên má của nó, có lẽ đấy là lý do vì sao mà người ta gọi nó là rồng râu. Nhìn thì có vẻ rất hung dữ, nhưng thực chất đây là một anh chàng rất là hiền lành. Nó có một cái màu vàng mà đúng màu mà mình thích ấy, nên là mình thấy người chơi thanh lý cái là mình xúc em này về luôn. Ấy, khắp người nó là gai nhá, sờ sướng lắm, vuốt rất là thích, cứ nằm im cho vuốt. Đúng như những cái vảy rồng đó các bạn ạ. Nó đúng là một con rồng luôn đấy. Kể cả móng của nó, móng con này cũng màu vàng luôn này. Đây là những cái gai ở bụng, gai ở hai bên sườn. Còn đây là gai trên lưng của nó. Đây phần đuôi. Ngày xưa khi mình mới thấy con này, mình cũng không nghĩ là nó lại hiền như thế đâu. Mình tưởng nó còn hung hăng hơn Igu. Khi nuôi thì thực sự bất ngờ luôn. Rất thích được vuốt ve nha. Ăn cũng khỏe lắm. Mỗi ngày mình cho chục con sâu chén hết. Thực sự nó là một con bò sát rất là đẹp. Một con pet rất đáng để nuôi các bạn ạ. Những ai mà thích nuôi thú cưng và thích bò sát thì mình nghĩ nên nên có rồng quay cận cảnh chi tiết. Đẹp từng cm luôn á. Mình thực sự rất là thích cái vảy của nó. Mình cảm giác cái vảy của nó nhìn nó đúng là những kiểu những con rồng trong huyền thoại ấy. Vảy nhìn chất hơn Igu rất nhiều. Đang nói về mày đấy, nhìn ngó cái gì? Ê, các bạn nhìn thấy lỗ tai của nó khá to. Mình sẽ quay một lượt toàn cảnh về em này. Sau đó mình sẽ kết thúc video ở đây. Thôi mới đón về thì mình chỉ review như thế thôi. Sau có những cái khoảnh khắc nào đẹp hoặc là lúc cho ăn, lúc tắm nó, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu thêm nhiều loại pet, nhiều loại rùa hơn và các kiến thức chăm sóc các loại pet. Xin chào và hẹn gặp lại.